Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba, 7 tháng 5 2024. Mình đang ngồi trong chiếc VF8 mới của mình 2024 các bạn. Trời rất là đẹp, nhưng mà ngủ không được, như mình tâm sự vài câu. Ngày nào mình cũng có một hai chuyện, tuy nó rất là nhỏ nhưng mà nó hơi thú vị các bạn. Thì câu chuyện nhỏ của mình muốn chia sẻ với các bạn là mình lái xe trong phố mình bữa trước á, buổi chiều mình đi dạo, mình đi chung quanh phố, có một cái xe này, cái xe SUV cũng cỡ xe mình đó, nhưng mà xe của Mỹ, cái hãng là Jeep á, hãng Jeep, có màu đen. Có một cậu trẻ tuổi đi theo mình, tại vì lúc đó mình lái xe mình gác tay giống như là mình thấy cái xe đó đi theo mình, ngắm mình một hồi rồi mình nhìn qua. Cái cậu đó là một cậu nhỏ tuổi, khoảng mười mấy hay là 20 tuổi, người Á Đông, mình nghĩ chắc người Việt Nam. Mà cậu đó nhìn không dám nhìn thẳng vô mặt mình, nhưng mà mình thấy cậu đó rất là vui. Mình có cảm tưởng là cậu bé đó rất thích xe VinFast của Việt Nam, nhưng mà tại vì ở bên Mỹ á, cho nên không có được hưởng thụ. Chắc có lẽ là môi trường không có được thoải mái như bên Việt Nam, giống như là có thể là bạn bè hay là bà con hay là trong gia đình chê xe VinFast á. Nhưng mà mấy cậu, mấy em nhỏ tuổi đó, mấy đứa đó nó không có nghe lời ai hết đó. Nó tự đọc, nó tự hiểu, có thể là nó rất là tự hào về mấy cái sản phẩm của Việt Nam, nhất là xe điện VinFast. Tại vì mình thấy cái thế hệ trẻ Việt Nam mình ở bên nước Mỹ đó, mình thấy mình ước gì những em trẻ đó được hưởng thụ xe VinFast giống như một số những em trẻ tuổi bên Việt Nam. Mình thấy các cậu các cô trẻ tuổi dùng xe VF8, xe VF7, VF6, VF5, bây giờ sắp ra VF3, rất là bên đó họ rất là phấn khởi, tại vì được hưởng thụ cái sản phẩm công nghệ cao xe điện của Việt Nam mình, họ rất là tự hào. Mình nghĩ nhiều cô, mấy em trẻ tuổi á, thanh thiếu niên người Việt Nam mình mà sống bên Mỹ đó, họ cũng, mình nghĩ trong tâm lý mình nghĩ họ cũng thích được trải nghiệm xe VinFast, tại vì họ cũng, mấy đứa đó nó cũng muốn được dùng cái sản phẩm tốt, và nó tự hào với bạn bè, với cả những người mà nó chung quanh đó, những người chủng tộc khác các bạn. Nhưng mà mình nghĩ có thể là rất là tiếc là phần nhiều những người cha, người mẹ, anh em, anh chú bác, cô cậu mợ, rất nhiều người Việt bên Việt Nam, ở bên Mỹ á, họ không có ủng hộ xe VinFast, cho nên mấy em, mấy nhỏ đó không có được, không có cơ hội. Ngay cả khi mà thấy xe của mình rất là mừng, nhưng mà không, mà đi sát mình, mình nghĩ là mấy cậu đó ủng hộ, nhưng mà không có dám nhìn mình. Nhưng mà cái một điều mình thấy, mình nhìn cái mặt của cái cậu đó đó, rất là vui và không có dám nhìn mình. Nhưng mà các bạn biết cậu ta đang làm gì không? Cậu ta đang làm gì rồi các bạn? Cậu ta đợi đèn xanh đèn đỏ mà dám để cái tay một cậu bé người Á Đông. Mình chưa bao giờ thấy người Á Đông nào mà tự tin như vậy các bạn. Chỉ có Supernam đi lái xe VinFast VF8 mới tự tin, mới dám làm này thôi. Còn mấy cái này á, là mấy, chỉ có mấy người Tây, mấy người Mỹ đen, hay là người Mỹ trắng, hay là người Mỹ Tây cơ, hay là người người Iraq, Iran gì đó. Chứ còn người Việt Nam, Á Đông á, mình thấy hình như là không có bao giờ thấy mấy cậu, nhất là mấy cậu trai trẻ tuổi, không bao giờ mà ngồi mà múa vô lăng vậy đó. Nên mình nhìn cái đó mình nói, ủa sao nó làm cái gì thấy quen quen ta, nó làm cái gì mà thấy quen quen, không biết nó đang khịa mình không.
Có lẽ là cậu này giống như là rất là có thể là đã theo dõi VinFast và có thể là nhận ra cái kênh của mình và có thể là đã xem một vài cái video của mình rồi đó. Cho nên cậu ta có thể là đi theo mình là cái lý do đó đó. Ok. Ok, mình muốn chia sẻ như đó thôi được các bạn. Cái đó là cái mà mình thấy, mình nghĩ tới, mình rất vui, mình làm cho mình cười trong bụng, nói là mình có một cái người người fan hâm mộ bên Mỹ này, người cậu Việt Nam trẻ tuổi đi sát mình mà không có dám nhìn mình nhưng mà tỏ vẻ giống như là cùng chung một cảm tưởng, cảm xúc, nên múa tay giống như này, hai người đậu sát nhau mà nhìn qua cậu cậu ta dám làm này với mình mà hết chỗ nói luôn các bạn. Người người ở Đông Việt Nam, nhất là mấy cậu trai đó, giống như là rất là mắc cỡ, không có bao giờ dám tỏ vẻ biểu tượng mà nhảy múa cho hết. Là bây giờ lần đầu tiên thấy đó, mình tưởng là mình là người duy nhất nhưng mà có cái cậu bé này chắc là 20 hay là mười mấy tuổi bắt chước mình, có thể không bắt chước nhưng mà mình dự đoán đấy thôi, làm cho mình vui các bạn. Mình thấy mình vui, tuy tuy cậu ta không có đi xe VinFast, cậu ta đi xe Mỹ, xe Jeep đó. Mà cái mẫu xe nó hơi giống xe này, nó hơi nó bự bằng cỡ này, nó to bằng cỡ này, cái màu đen. Còn một điều thú vị nữa, tối hôm qua mình đi dạo ban đêm, mình đi về hình như là tối hôm qua đó, mình thấy trời đẹp quá, mình đi ra ngoài mình dạo chút để cho mình khoe cái xe mới của mình, đi vòng được chút xíu rồi mình cũng tăng tốc một vài chạm một vài cái chỗ mà đợi đèn đỏ đó các bạn. Rồi tự nhiên mình bị một chiếc người lái xe xe cuộc Chevrolet Corvette, cái xe mà đi rất là nhanh các bạn, cái xe đó nó bán như là 7-8-90 ngàn, hay là có cái cỡ nó bán 100 mấy chục ngàn đô luôn, cái xe mà rất là thấp, xe giống như xe mà giống như siêu xe đó, màu đen. Thì mình tăng tốc một vài cái, mình thấy là mình là người duy nhất, mình đạp một cái là nguyên một đám xe nó hít hơi không khí nằm đằng sau. Nhưng mà hôm qua mình đạp một cái mình thấy có một chiếc xe nó bám theo mình, mà mình nghe thấy cái xe bằng xăng đó, nó rống lên giống như máy nó rống lên, nó đua theo mình mà nó ủa cái xe nào mà nhanh quá trời ha. Thế là mình nhìn qua mình mới nhận ra là cái xe đó, mà cái xe thể thao Corvette. Mới đầu mình không biết, mình tưởng là xe siêu xe gì đó, nhưng mà mình sau này mình nhìn lại cái đuôi mình biết là cái xe đó là xe Corvette, Chevrolet Corvette. Thì cái xe đó nó đua với mình, thì mình thấy mình thắng nó, nhưng mà mình nói ủa cái xe đó nó nhanh, đi nhanh lắm mà sao cái xe bên Pháp này mà chạy trội nó luôn, mà sao nhanh hơn nó luôn. Mình hơi ngạc nhiên, mình nói ủa sao xe mình ngầu quá thôi. Rồi mình đi một hồi sau thì mình thấy cái xe này nó bám theo mình, nó không có đi thẳng mà nó bám theo mình, không những nó đi bám theo mình mà đi sát theo mình, nó nhìn mình xong rồi nó đi tới đằng trước, giống như nó để cho mình nhìn qua mình thấy mặt nó là ai. Thì cái người lái đó mình nhìn qua thì mình thấy một cậu Á Đông trẻ tuổi đó các bạn, cũng khoảng chắc 20 mấy tuổi à, có thể 20 mấy tuổi rồi. Trẻ lắm, mình nghĩ là người Việt Nam. Một lần nữa mình nghĩ là cái cậu này cố tình khịa mình, cố tình nhử mình đua, chứ cậu ta không có phải là có thể cậu ta không có cố tình chạy nhanh, có thể là cậu ta nhường mình để cho mình thắng, có thể là cậu ta ủng hộ VinFast muốn mình muốn mình thắng, mình không biết được. Nhưng mà mình thấy nó vui, mình không biết là cái xe mình nó vọt nhanh hơn cái xe Corvette hay không, hay là mình thấy cái xe đó nó nhường mình thì mình không rõ. Nhưng mà cái cậu người Việt Nam hôm qua lái đó, mình nghĩ cái người đó nhường mình thôi. Có thể là cậu, mình nghĩ có thể là cậu ta đã để ý xe VinFast và đã có thể nhìn thấy kênh video của mình, có thể biết mình là ở cái vùng này, và khi mà cậu ta nhìn thấy cái xe mình đó, cậu ta đi theo rồi cậu ta bám theo mình mà một vài khúc đường rồi tới cái khúc đèn đỏ đó rồi đậu sát mình rồi cố tình đua với mình, tại vì cậu ta biết mình hay vọt cái đèn đỏ đó. Cho nên mình nghĩ là có thể là cậu ta đi theo để khoe xe rồi, mà mình nghĩ là người đó có thể biết là mình quay
video mình chia sẻ trên YouTube, cho nên cậu ta muốn dính vào cái video của mình. Mình không rõ, nhưng mà mình thấy cái cậu đó người Việt Nam trẻ tuổi, có thể là người cũng rất thích xe VinFast, chứ không có phải là người mà chống phá hay là người ghét. Nếu mà người nào mà ghét xe VinFast rồi, họ sẽ đạp ga tới cùng luôn để cho họ thắng cái xe này, xong rồi họ đi mất tiêu luôn, chứ họ không có đi theo mình, họ cho mình nhìn thấy mặt của họ đâu các bạn. Một lần nữa, cái bạn này đi sát qua mình để cho bờ cửa sổ đó hết, để cho mình thấy mặt của cái mặt của cậu ta, nhưng mà cậu ta không dám nhìn qua, không dám nhìn mặt mình, nhưng mà cậu ta tạo cơ hội để cho mình nhận thấy cậu ta là ai. Mình nghĩ có thể cậu ta muốn dính vào video của mình, hay là cậu ta muốn mình biết là cậu ta là người Việt Nam. Ok, đó là một câu chuyện thú vị nữa. Trong vòng 24 tiếng mà mình gặp hai trường hợp, hai cậu trẻ tuổi người Việt Nam đi khịa mình. Một cậu khịa mình múa, một cậu thì khịa mình là tăng tốc. Mình không biết có thể hay không, nhưng mà mình cảm giác của mình là như vậy đó các bạn. Mình không biết người hai cậu đó là người Việt Nam hay không, nhưng mà mình biết một điều là chỉ có người Việt Nam họ mới như vậy thôi, chứ còn người Á Đông khác, người Hàn, người Nhật hay là người nước khác, họ không có chú ý xe mình, họ không có biết xe mình là gì. Họ không có đua theo, hay họ không hiểu. Mình nghĩ cái cậu làm cái này là cái cậu đó khịa mình, chứ không có phải là, chứ còn cái không, mình nghĩ là cái người cái cỡ tuổi đó, nó mấy người thiếu niên con trai tuổi đó đó, ít có cậu nào bên Mỹ mà tự tin như Super Nam, nhất là không có lái xe VF8 mà làm cái đó, là chỉ có lý do duy nhất là khịa mình thôi, chứ không có phải là người đó không có phải là người mà yêu đời đến mức mà phải múa trước vô lăng ngay sát mình giữa đám đông. Cái đó là rất là hiếm có, chỉ có lần duy nhất mình chứng kiến. Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình để cho các bạn mình nghỉ, mình lúc nào mình cũng nói nhiều, chia sẻ nhiều. Chúc mừng các bạn bên Việt Nam sắp được hưởng một sản phẩm mới là xe VF3. Cuối cùng cũng ra thị trường rất là hóng. Mình biết rất nhiều các em, các chị, các cô, các anh. Chắc các anh thì ít, nhưng mà các em thì nhiều. Rất nhiều các bạn trẻ tuổi, học sinh hay là những người cặp vợ chồng trẻ, rất hóng cái xe VF3, tại vì nó rất là phù hợp với túi tiền, và nó cái cỡ, cái mẫu của nó rất là phù hợp với cái đường xá của đô thị của Việt Nam mình. Nó gọn, dễ đậu xe, dễ đi lại, và nó rẻ tiền nữa các bạn. Tùy cái đoạn đường đi không có phải trên 200 km, nhưng mà nhiêu đó là đủ lắm rồi, tại vì mình đi trong thành phố, mình đi được mỗi ngày đi mấy chục km là mình thấy là dư rồi. Rồi ban đêm về, nếu mà các bạn có điều kiện thì cắm vô nhà, thì ngày hôm sau cái bình nó đầy đi, giống như quanh năm không có phải đi đổ xăng, không có phải đi trạm sạc công cộng. Và Việt Nam mình bây giờ trạm sạc công cộng nghe nói rất là nhiều, cho nên cái đó cũng không có phải là một điều khó khăn giống như mấy xe điện bên Mỹ mà ngoài Tesla. Thì mình nghe nói cái xe VF3 đó cái giá cũng rất là thú vị, là 9.000 đô không có pin và 12.000 đô có pin. Và hình như là các bạn có thể lựa chọn màu đặc biệt hơn, như bỏ thêm vài trăm đô nữa có thể là lựa chọn màu riêng đặc biệt. Và hình như là thêm một số tiền nhỏ nữa các bạn có thể là, nó gọi là custom color, custom pattern design gì đó, có thể là VinFast. Mình thấy cái đó rất là hay, tại vì một số, có nhiều người ta đi cái xe đó nó vừa túi tiền họ, cho nên họ có thể, họ có điều kiện họ tô điểm thêm cái xe vài trăm đô để cho cái xe của họ nó đặc biệt hơn. Ví dụ như người thích màu này, hay là design kiểu này, hay là cái pattern kiểu này kiểu kia, để cho cái xe nó nổi. Để cho, tại vì có nhiều người đi xe giống nhau quá, họ không thích, họ thích cái xe của họ nó hơi khác biệt chút, cho nên họ bỏ chút tiền vô
họ làm cái đó, cho nên mình thấy cái đó cũng rất là ý, sáng kiến nó rất là hay. Mình hóng cái xe VF3 nó sang Mỹ, tại vì rất nhiều người Mỹ họ bình luận khi mà họ nghe cái xe này, họ đọc trên thông tin họ rất là hóng. Rất nhiều người Mỹ họ nói họ sẵn sàng họ bỏ số tiền nó ra họ trải nghiệm cái xe VF8, không phải VinFast, VF3, tại vì họ nói cái nếu mà cái giá đó thật sự như vậy họ không có ngại ngùng, họ sẽ mua. Tại vì rất là phù hợp với những người Mỹ, tại vì họ đi làm mỗi ngày họ đi cái quãng đường của cái xe đó họ có thể đi được hai ba ngày cũng không có sao hết đó. Rồi họ đi chợ, đi đi đây đi đó chung quanh thành phố của họ rất là thuận tiện. Có nhiều người Mỹ họ to thiệt, nhưng mà có nhiều người Mỹ họ cũng không có to lắm, nhưng mà có nhiều người Mỹ họ họ tuy họ to nhưng mà họ cũng ngồi vô mấy cái xe nhỏ xíu à các bạn. Giống như cái thằng mình có đứa con đầu rất là to, nó to như hơn nó to như người Mỹ vậy đó, nhưng mà nó thích cái xe của nó nhỏ hơn cái xe này nhiều. Nhưng mà mình có hỏi nó đổi qua cái xe VF8 cho nó rộng rãi, nhưng mà nó vẫn không không muốn, nó muốn đi cái xe của nó Chevy bộ EUV á. Cái xe đó nó hẹp hơn cái xe này nhưng mà nó vẫn thích. Cho nên mình nghĩ cái xe VF3 đó tuy nó nhỏ nhưng mà cũng rất nhiều người Mỹ họ miễn sao họ vô họ ngồi được, họ lái được là họ thích. Chứ không phải là cái xe mà họ đi cả ngày, họ đi du lịch, cái này là cái xe họ đi làm với cả đi đi chợ để gần nhà đó. Miễn sao là họ ngồi vô thấy thoải mái là ok thôi. Cho nên mình cũng mong VinFast thành công bên Việt Nam, những xe này đi ra thị trường rồi hy vọng không có nhiều vấn đề. Mọi mình biết nó sẽ hoàn thiện hơn cái xe VF8, tại vì xe VF8 nó quá nhiều công nghệ, nó quá nhiều công nghệ cao, quá nhiều phần mềm, cho nên nó rất rất dễ bị lỗi, hay là bị những nhiều người người ta không biết dùng, người ta ngại, người hay là người ta gặp khó khăn. Còn cái xe VF3 đó mình nghĩ cái công nghệ mới cả nó có nhiều phần mềm nó sẽ đơn giản hơn, giống như mấy cái xe điện của Mỹ đó, Chevy bộ EUV đó, nó rất là đơn giản các bạn, nó chỉ đi bằng điện thôi, ở trong đó mình vô trong mình bấm là mình đi thôi, chứ còn phần mềm nó rất là ít, hình như là không có phần mềm luôn á. Phần mềm nó chỉ là Apple CarPlay với cả Android thôi, chứ không có cần phải gắn nhiều phần mềm, cho nên cái xe đó đi rất là thuận tiện. Mình nghĩ cái xe VF3 đó nó cũng cũng giống giống vậy đó, nhưng mà cái nó nhưng mà thấy VF3 nó design ngầu hơn, nó thấy thể thao hơn, thấy hầm hố hơn, và có thể có nhiều màu lựa chọn, nhiều design khách hàng có thể tô điểm thêm. Ok các bạn, mình vui khi nghe được tin VF3 ra thị trường, mình chúc VinFast thành công, chúc các bạn bên Việt Nam những người mà được trải nghiệm VF3 nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Xin cảm ơn các bạn.